Mình thân mến chào các bạn nha. Thì hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách xác minh cái số điện thoại vào cái tài khoản YouTube của cho các kênh của các bạn nhé. Bởi vì là xác minh cái số điện thoại này thì các bạn mới được bật một số chức năng như là cái hình tải hình thu nhỏ cho video này. Rồi thì tải video dài trên 15 phút ấy. Rồi một số chức năng khác nữa. Trước khi vào hướng dẫn các bạn thì mình xin giới thiệu về bản thân mình. Mình tên là Long, sinh năm 1988, quê ở Phú Thọ. Nên là rất mong được sự ủng hộ của toàn thể các anh chị em. Và các anh chị em nào đã sắp mấy mình thì hãy giữ cái tương tác lâu dài các bạn nhé. Đấy thì mình không nói nhiều nữa, thì các bạn đăng nhập vào cái YouTube của các bạn trên trình duyệt web Chrome. Các bạn có thể là dùng máy tính hoặc là dùng điện thoại nhé. Thì đây mình hướng dẫn cho các bạn ở trên điện thoại. Thì các bạn muốn có cái giao diện nó giống như ở trên máy tính thì các bạn nhìn cái trên góc phải màn hình của mình này. Cái này là cụm mẹo, có thể là các bạn biết mà có bạn nhiều bạn thì không biết đâu. Thì các bạn nhìn cái ba cái dấu chấm á, các bạn ấn vào chỗ mình ấn này. Các bạn tích vào cái chỗ trang web dành cho máy tính này. Thì nó sẽ hiện ra cái trình duyệt như kiểu ở trên máy tính. Thì nó sẽ dễ làm hơn. Rồi khi các bạn đăng nhập vào YouTube thì các bạn vào cái kênh của tôi, nghĩa là kênh của các bạn đấy. Các bạn ấn vào cái biểu tượng ở góc phải màn hình nhé. Rồi các bạn ấn vào cái chỗ Clear Studio này. Nó sẽ dẫn các bạn đến cái giao diện của cái Clear Studio. Các bạn ấn vào cái chỗ biểu tượng chữ xem kênh này, hoặc là ấn vào chỗ kênh hiện được. Một thế máy mình nó bị lag. Để mình nói lại cho các bạn nhé. Khi các bạn đã ấn vào cái Clear Studio rồi thì các bạn ấn vào chỗ kênh này. Các bạn nhìn thấy chữ xác minh ấy. Có chỗ chữ xác minh chỗ cái biểu tượng này, biểu tượng kênh của các bạn đó. Các bạn ấn vào. Khi các bạn mà xác minh cái số điện thoại này, các bạn phải dùng cái chính cái số của các bạn nhé. Bởi vì sau này khi được bật kiếm tiền, mình cứ dùng cái số của mình thì cho nó dễ liên lạc. Các bạn thông cảm, nay mình hơi ốm một tí, một xíu nên là giọng hơi ồm ồm. Cái bài này mình hướng dẫn thì cho những anh chị em nào mà đang tìm hiểu về làm YouTube mà chưa biết thì nên tham khảo. Còn anh chị nào biết rồi thì thôi, thì xem qua rồi thì chia sẻ dù mình nhá. Thì mình nói thêm về cái số điện thoại, thì các bạn nếu mà các bạn ở nước ngoài hay ở Việt Nam thì các bạn sinh sống ở đâu thì các bạn dùng cái số điện thoại đấy để xác minh nhá, ở nước đấy xác minh. Ví dụ các bạn ở bên nước ngoài thì mình theo như mình nghĩ mình khuyên thì các bạn dùng cái số điện thoại ở của người nhà ở bên Việt Nam để xác nhận. Xong rồi thì bảo người nhà bên Việt Nam mình ấy, gửi cái số sang cho, cái mã xác nhận sang. Không, ví dụ như sau này các bạn về nước hay là các bạn không sinh sống ở bên nước ngoài nữa mà các bạn về ấy, thì nó lại lằng ngoằng, lúc đấy khó. Thì các bạn chọn khu vực các bạn ở này. Các bạn tích vào trong một trong hai cái ô là gọi cho tôi hoặc là gửi mã xác minh qua tin nhắn này. Mình thì mình gửi mã xác minh qua tin nhắn. Thì các bạn nhập cái số điện thoại của các bạn vào nhé. Gọi cho nó, cho hệ thống nó gửi cái tin nhắn về, về cái số điện thoại của các bạn. Đấy, sau nếu mà sau khi nó gửi cái tin nhắn về rồi ấy, cho các bạn rồi ấy, thì các bạn nhập vào cái mã vào trong cái
6 chữ số của bạn này. Đấy, các bạn nhập vào nhé. Của mình đây thì mình xác thực rồi. Thì sau khi xác thực, thì các bạn ấn gửi, ấn nhập cái mã đấy rồi các bạn gửi. Xác thực xong thì các bạn quay, trở về. Các bạn quay trở về và các bạn kéo cái màn hình xuống cho nó loát lại được. Các bạn vào cái mục, vẫn vào cái mục kênh. Khi mới mà đăng ký cái kênh YouTube thì những cái chức năng kia như này là không được bật. Sau khi các bạn mà xác nhận cái số điện thoại rồi thì một số chức năng như thế này thì các bạn nó bật cái hiện màu xanh này. Còn cái nào chưa đủ điều kiện thì những cái đấy thì các bạn tìm hiểu, rồi từ từ tìm hiểu, đọc cái phần, các phần tìm hiểu này. Khi nó đầy đủ cái điều kiện nó sẽ báo là được bật. Còn theo như mình thì cái phần kiếm tiền này nó được bật đấy, nhưng mà các theo như mình nghĩ thì các bạn không nên bật. Bởi vì thứ nhất là kênh của các bạn chưa đầy đủ sắp mấy thời gian xem, thì ấn bật lên thì nó sẽ hiện lên cái màu đỏ như kiểu cái chỗ chú thích bên trái đây này. Đấy. Nên là khi nào các bạn đủ thời gian, đủ sắp, đủ thời gian thì các bạn hãy bật, thì vẫn chưa muộn nhá các bạn nhá. Còn đây là khi mình xác minh được cái số điện thoại ấy, thì mình có thể tải cái video dài hơn trên 15 phút này. Còn không thì các bạn chỉ có thể tải được tầm khoảng hơn 10 phút thôi, 11 thì đến 12 phút thôi. Rồi thì cài thêm được cái hình thu nhỏ cho cái video phát trực tiếp. Đấy. Còn đấy thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn về cái cách xác minh cái số điện thoại cho những cái người mới mà chưa biết mà làm cái cách làm. Nếu mà các bạn cảm thấy video này hữu ích với các bạn thì các bạn nhớ ấn like và đừng tiếc một cái đăng ký cho mình nhé, để nhận những cái video tiếp theo của mình. Và mọi bình luận thì của các bạn xin để lại dưới video để mình tổng hợp rồi mình làm thêm cái video cho các bạn nhé. Ngoài ra thì kênh của mình, kênh này kênh là kênh chính của mình. Mình chỉ muốn làm cái về cái game, nhưng mà mình sẽ làm hai phần là game và chia sẻ hướng dẫn các bạn cái gì mình biết về YouTube và các ứng dụng làm video hay là chỉnh sửa ảnh ở trên cái điện thoại. Nên là mình chỉ dùng điện thoại mình làm, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các phần mềm để chia sẻ. Rồi, mình xin dừng cái video ở đây. Chúc các bạn thành công và luôn luôn vui vẻ nha.